Đấy. Chào mọi người đến với kênh Vợ chồng Phong Lê, cuộc sống miền Trung. Hôm nay hai chồng mà mình sẽ về hái đậu phộng phụ ông bà già cùng với anh chị có cháu nữa. Mời mọi người trải nghiệm một ngày hái đậu phụng cùng hai vợ chồng mình nha. Đó rồi, đi thôi, ra tới bãi rồi mọi người ơi. Đây là anh Nhật. Hello. Đó. Nhật chào mọi người nha. Đây là ông già mọi người. Đây, ông già đang ngửa chào, đầu. Chào. Đây. Đây, bà già bên này mọi người ơi. Đây, bà già ra đi cháu. Đây, còn trời nắng quá mọi người ơi. Mình núp đi. Trời mùa nay mùa hè là nắng quá ta đi. Đây có hai bà chị đang hái trong làng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ ra nhổ đậu nha mọi người. Chào mọi người. Ném qua đi. Đây cái đậu đó mọi người. Thôi được ở đây không ơi. Nó già chứ cũng được. Hôm nay cũng ít trái quá hả? Nha, yeah, mọi người. Trái con nằm này cũng hơi được, cũng được, cái khô cũng khô lắm mọi người ơi. Ba đang nhổ mọi người. Bóc đồ hết được rồi. Lấy mình ra ba đó. Ừ, vô chi tỉnh. Đây đang lạc nè mọi người. Anh ăn thử miếng này. Ngon quá. Đậu này. Ngọt quá nít. Đây bây giờ mình ngồi xuống mình lạc thôi mọi người ơi. Hầm hầm đô la cho một người ăn ốc. Giờ tới nửa buổi rồi mọi người ơi, tới nửa buổi rồi, nửa buổi rồi nè, ăn nửa buổi, rồi chuẩn bị ăn thôi. Lấy mọi người biết đủ là khác chưa hả? Tam được. Lấy đường tam đi đủ lại. Lên cái. Chắc không nữa. Hơi nhiều. Ơi, ngọt mua cho ngồi đi. Lô. 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 Rồi, ngon mà, thẩu qua lên ngon á.
đó. Để đây. Mình khởi rất cay, có ngồi nhão đây mà em hết rồi chứ rồi mình hết cái cay cả. Ăn lắm kìa. Đúng tiêm sầu với em luôn ha. Đây mọi người ơi, nhỏ giờ mới được cổ dặn nữa à. Bây giờ cũng chiều rồi, tối rồi mọi người. Để đang nhổ móc. Ít nữa thôi. Nhà bà chủ dưới bà chợ đang nhổ này. Rồi xong rồi. Ngày mai nữa mọi người ơi. Chắc là làm qua ngày mai nữa mọi người. Buổi chiều hôm nay nữa mình nhổ được ở chừng này. Nó được mấy bao trong đó rồi. Hành trình ngày mai là mình sẽ nhổ hết cái giặt này với bên này. Ngày mai phải phấn đấu làm cho xong. Chắc lắm mọi người. Tụi này ép làm nghề làm dầu ăn thôi mọi người. Rồi xong rồi mọi người ơi. Giặt là hôm qua nè. Rồi mình nhổ hôm nay mình nhổ tiếp mọi người. Nhổ luôn cái giặt bên này nè. Giờ gần xong rồi mọi người ơi. Đây giờ ông chú với ông ba đang nhổ. Gần xong rồi mọi người. Đây giặt bên này thấy to lắm mọi người. Một cây cái này to này. Nó trời ơi. Được mười mấy bao trong mọi người. Nhắc là mười mấy bao. Đang nhổ rồi mọi người, đây là còn xong rồi. Một ngày rưỡi xong một cái gì này. Đừng có tóc quá mày. Tóc nữa. Bây giờ mình trút vào bao mọi người. Trút vào bao rồi mai mình phơi. Trút hết vào bao mai phơi nha mọi người. Đây nha, nhớ liên lạc nha, liên hệ nha. Trút đất.
sao? Không biết sao? Thì dù sống mai nhưng mà bữa năm nay thành công viên mãn xong sớm. Cũng có buổi sống mai nữa mà anh à, tự quân lòng quá nhanh. Mình trước vô luôn anh. Bên kia còn đá bên kia nữa kìa. Để đây người ta đổ đây để này to quá. Trời to quá đi. Nặng lắm. Rồi mình để đây hết luôn rồi sao vậy? Đó. Giấc bồ thỏa tàm cẳng luôn á. Ơi, bây giờ xong rồi mình sẽ lên dài thôi mọi người à, tạm biệt mọi người nha à, hẹn mọi người gặp video lần sau nha à, khi nào mình sẽ làm một cái video tắt năm sau luôn. Năm sau sẽ gieo lại à, mình sẽ quay hành trình mình sẽ đâu đất và mình tỉa à, tạm biệt mọi người nha.